cặp ghép đôi sẹo và vẹn. Vẹn là một con cái cũng khá là to con. Sẹo thì là được một con đực to con rồi. Vẹn thì là cọc lửng. Sẹo cọc tịt. Lại đằng này. Nào. Hôm nay không biết còn mùi không? Cho phối 2 ngày rồi. Nhưng hôm nay thì mới quay video. Hai đứa đi vào đây, không hóng ở trong sân làm gì cả. Với bọn cọc này thì nó chạy nhanh lắm. Và nó di chuyển liên tục cho nên là chỉ có đứng một chỗ để quay video thôi và quay gần quay xa thôi. Có vẻ là hôm nay nhạt mùi rồi. Không có gì rồi. Không có gạ nhau nữa rồi. Đây, hít ngửi đây. Hít ngửi mà không làm gì chứ nhạt mùi rồi. À, vẹn ra đây xem nào. Vẹn đây. Vẹn. Chạy đâu? Không thích vào trong sân. Vẹn ra gạ sẹo. Chỗ đấy là vừa mới lấy giống cho hai con rốt cho nên nó có tí nước nó chảy ra đấy. Thành ra là hai đứa đều ra đấy tập trung mất tập trung vào cái vị trí đấy. Sẹo ơi. Không biết nào quan tâm luôn. Vẹn này. Vẹn. Đang mải để rồi còn đang mải hít ngửi rồi còn đánh dấu. Xem có làm ăn gì không. Làm ăn gì thì làm ăn đi. Hả? À, đi vệ sinh rồi làm ăn đi. Bờ chuối bờ vườn bưởi vào đấy mới làm ăn à. Có vẻ nhạt mùi rồi. Ra đây xem nào. Đây. Ra đây. Vẹn này. Vẹn. Đây. Nhà trước của vẹn là vẹn cái vòng cổ là người ta gì? Đây, nhìn cái dải màu của vẹn nhìn gần. Làm ăn đi. Xem cho ta nó phối khéo hay nào. Không thèm nhảy. Vẹn đang chờ. Đang gạ.
Ý bảo là nếu mà không làm gì là ta đi vào chuồng đấy. Nhưng Sẹo nghe chừng vẫn đang lững thững lắm. Sẹo ơi, trời, vẫn còn đang đi hít người khắp mọi chỗ. Chỗ đấy là chỗ đấy cũng có mùi của cái lấy giống vừa rồi. Con Limit và con Marvin. Khâu tìm hiểu của các em lâu quá. Sẹo hơi gầy rồi kìa. Lộ xương sườn rồi. Có vẻ như là về xuôi này này còn bị gầy hơn ở trên bản ra. Thôi đi bạn. Xoay nhiều cái răng đứng ở xe. Đâu rồi? Hai đứa lại đây. Hóng chuyện. Có vẻ như là con cái đến hôm nay này nhạt mùi rồi. Cũng tỏ là con vẹn này mùi nó cũng hết nhanh. Muốn vào trong chuồng rồi. Một vàng một vẹn, hy vọng mà nó sẽ ra vẹn sáng màu. Hồi Loki ơi, hôm nay là anh Marvin ra, Loki không được ra cho nên là Loki ý kiến hơi nhiều. Nào hai đứa vào đây nào. Hey, nào có vào chuồng không? Khó. Nó thích vào trong chuồng nào. Đi vào đây. Vào trong. Sai.